Xin chào các bạn đã quay trở lại với diễn biến mới nhất trên kênh YouTube dân Việt. Tính đến nay, đã hết 9 ngày, ba cựu công an bị tạm giữ hình sự. Về những diễn biến tố tụng hình sự tiếp theo, ba công an sẽ đối mặt. Liệu họ có được trả tự do vì một phút lầm lỡ? Đứng trước câu hỏi này, luật sư Đỗ Thanh Trung, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tạm giữ là biện pháp áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang, người phạm tội tự thú, đầu thú hoặc đối với người bị bắt theo quyết định truy nã. Điều 118 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 quy định, thời hạn tạm giữ là không quá 3 ngày kể từ khi cơ quan điều tra nhận người bị giữ, người bị bắt hoặc gáp giải người bị giữ, người bị bắt về trụ sở của mình. Trường hợp cần thiết, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ nhưng không quá 3 ngày. Trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn tạm giữ lần thứ hai nhưng không quá 3 ngày. Lưu ý, mọi trường hợp gia hạn tạm giữ đều phải được Viện Kiểm sát cung cấp hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn. Như vậy, căn cứ vào quy định trên, ba cựu công an bị bắt quả tang và theo quy định có thể bị tạm giữ tối đa 9 ngày. Sau khi hết thời hạn tạm giữ, có thể hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, trường hợp nếu không đủ căn cứ khởi tố bị can thì cơ quan điều tra phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trường hợp đã ra hạn tạm giữ thì viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Thứ hai, nếu có đủ căn cứ xác định người bị tạm giữ thực hiện hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra thực hiện khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn phù hợp có thể áp ra lệnh tạm giam hoặc lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc biện pháp ngăn chặn khác Ngoài ra, theo quy định tại Điều 10, Thông tư Liên tịch số 04-2018, TTLT, VKS, ND, TC, BCA, BQP, trong trường hợp thời tố bị can thì chậm nhất trước khi hết thời hạn tạm giữ hoặc gia hạn tạm giữ 24 giờ, cơ quan điều tra phải chuyển hồ sơ đề nghị xét phê chuẩn quyết định khởi tố bị can cho Viện Kiểm sát cung cấp. Thời hạn xét phê chuẩn khởi tố bị can đối với người đang bị tạm giữ của Viện Kiểm sát không quá thời hạn tạm giữ hoặc gia hạn tạm giữ. Như vậy, trong vụ 3 công an bắn dê của dân, khi đã hết thời hạn tạm giữ hình sự, tối đa là 9 ngày. Nếu có căn cứ, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can. Nếu không đủ căn cứ, thì ba cựu công an sẽ được trả tự do. Trước đó, về phía gia đình, ba cựu công an đã có động thái tích cực khi đến xin lỗi và bồi thường cho gia đình chủ dê 20 triệu đồng. Đứng trước lùm xùm này, chủ đàn dê cũng mong muốn kết lại sự việc nhanh chóng. Anh Nguyễn Văn Sa, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội xác nhận, vào ngày 30 tháng 6, người thân của ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa đã đến xin lỗi gia đình anh và mong được bồi thường cho hành vi bắt trộm hai con dê. Anh Sa nói, Gia đình ba cán bộ công an đã đến nhà tôi gửi lời xin lỗi, đồng thời bồi thường 20 triệu đồng cho hai con dê bị bắn chết và gia đình người bị hại cũng vui vẻ nhận. Chủ nuôi của hai con dê bị bắn chết ở núi Mào Gà, thôn Nái Nàng, An Phú cho biết. Ngay từ đầu, ông không muốn sự việc đi quá xa như vậy. Anh xa thành thật, đến nay tôi chỉ muốn khép lại sự việc nên đã chấp thuận nhận tiền đền bù. Còn đối với đại tá Nguyễn Thành Long, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, Vụ việc trên là vụ việc đáng tiếc, đáng buồn đối với lực lượng công an nói chung và công an thành phố Hà Nội nói riêng. Lý giải về việc nhanh chóng khởi tố vụ án, tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ thuộc công an thị trấn Đại Nghĩa, Đại tá Long cho biết, do vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Ngoài ra, công an thành phố Hà Nội đánh giá hành vi của ba cựu cán bộ công an là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách trong bối cảnh, lực lượng công an nhân dân nói chung cũng như công an thành phố Hà Nội nói riêng đang tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp chiến sĩ công an nhân dân trong quần chúng nhân dân. Việc tước quân tịch, khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, sự quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không bao che. Đại tá Long nói và cho biết, hành vi của ba cựu cán bộ là không thể chấp nhận được. Đại tá Nguyễn Thành Long cho hay, Việc thức quân tịch và khởi tố vụ án hình sự thể hiện tính nghiêm minh, quyết liệt, chủ trương quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh với mọi hành vi vi phạm trong nội bộ, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trước đó, ngày 26 tháng 6, ba công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, gồm đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng, đi xe ô tô mang theo một khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà, thôn Nái Nàng, xã An Phú, huyện Mỹ Đức để bắn chim. Trong lúc đi săn, nhóm này đã bắn chết hai con dê của người dân và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú, cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Ngày 27 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, trộm cắp tài sản, quyết định tạm giữ hình sự đối với đại úy Nguyễn Văn Nhân thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng để tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, giám đốc công an Hà Nội chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy có liên quan trong việc quản lý để cán bộ sai phạm, vi phạm pháp luật. Đồng thời yêu cầu công an huyện Mỹ Đức gặp trực tiếp xin lỗi và bồi thường đối với gia đình người bị hại. Ngày 26 tháng 6, mạng xã hội lan truyền clip tố cáo việc có 3 người bắn trộm dê của người dân ở xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Nội dung clip ghi lại cảnh rất nhiều người dân vây quanh chiếc ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 30G579XX và cho rằng những người trên xe đã lợi dụng lúc người dân không để ý, dùng súng bắn trộm dê và định chạy trốn. Khi nhóm người này đi về đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú đã bị chặn lại. Điều đáng nói hơn là trên chiếc xe Ngoài tăng vật là hai con dê, người dân còn phát hiện trang phục công an và súng săn tự chế. Sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, ba người này được xác định là ba cán bộ đang công tác tại công an thị trấn Đại Nghĩa. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế. Bước đầu, ba cán bộ công an thừa nhận, vào giờ nghỉ trưa họ đi bắn chim. Tuy nhiên, họ bắn nhầm dê của người dân nuôi thả vì tưởng là dê núi. Chiều ngày 27 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội cho biết, căn cứ kết quả điều tra, cùng ngày, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ba cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Những trường hợp này gồm Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng. Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản quyết định tạm giữ hình sự đối với ba người này. Tối cùng ngày, tối ngày 27 tháng 6, chỉ huy công an huyện Mỹ Đức, công an thị trấn Đại Nghĩa và công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc ba cựu công an bắn trộm dê tại núi Mào gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú. Tại gia đình anh Nguyễn Văn Ních, sinh năm 1983, ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, đoàn công tác công an huyện Mỹ Đức đã bày tỏ chân thành xin lỗi gia đình bị hại vì sự việc xảy ra. Các cá nhân thuộc công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng công an Hà Nội. Ngày 28 tháng 6, Bí thư huyện ủy Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 3 tháng đối với 3 cựu cán bộ công an, gồm đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Tiến Tùng và thượng úy Bùi Đình Việt trong vụ án ba kiểu công an bắn trộm dê của người dân sẽ vì quy mô thiệt hại tài sản tuy không lớn nhưng hành vi tính chất chủ thể phạm tội lại rất nghiêm trọng bởi những người gây án lại là ba cán bộ công an mang trên vai quân hàm đại úy và thượng úy dưới đây là bốn góc nhìn xoay quanh vụ án trên ngày 26 tháng 6 tại xã An Phú huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội người dân bắt quả tang một nhóm gồm ba người đàn ông điều khiển xe ô tô con màu đỏ mang biển kiểm soát 30g 579xx có hành vi bắn trộm dê của người dân sau đó định bỏ trốn. Tuy nhiên khi di chuyển đến khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phú đã bị chặn lại. Có tổng cộng ba con dê bị bắn trộm trong đó, một con bị vứt lại hiện trường, còn hai con nằm trong cốp xe ô tô. Khi bị người dân truy hỏi, nhóm người nói rằng mình bắn nhầm chứ không hề cố ý. Ngay sau đó, người dân phát hiện trên xe còn có trang phục công an người dân đã quay clip với nội dung tố cáo công an bắt trộm dê của dân rồi đăng lên mạng xã hội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố, Công an huyện Mỹ Đức khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc. Cơ quan chức năng xác định, ba người trên xác thực là cán bộ công an. Ngay sau đó, ba cựu công an đã bị khởi tố vụ án hình sự trộm cắp tài sản. Đây là vụ án xét về quy mô, thiệt hại tài sản tuy không lớn, nhưng hành vi, tính chất, chủ thể phạm tội lại rất nghiêm trọng, để lại nhiều bài học. Nhìn vụ án từ góc nhìn từ cơ quan chức năng, ở đây là công an thành phố Hà Nội, sẽ về thời gian từ lúc clip được tung lên mạng, chiều ngày 26 tháng 6 khi có thông tin trên báo chí, sáng ngày 7 tháng 6 đến khi ra quyết định cả về hành chính và hình sự, chiều ngày 27 tháng 6. Như vậy, tổng thời gian từ lúc xuất hiện thông tin đến thời điểm ra các quyết định xử lý chỉ 24 giờ. Nhìn lại các vụ việc nóng xuất hiện trong những năm qua trên mạng xã hội, thì vụ việc này nằm trong top đầu về xác minh và ra quyết định xử lý. Dư luận không còn thấy khái niệm để xác minh, kiểm tra làm rõ rồi trả lời sau như một số vụ việc trước đây. Thay vào đó là động thái rất nhanh chóng, rất khoát. Điều này xuất phát từ sự chỉ đạo ngay và luôn của giám đốc công an thành phố Hà Nội. Với vụ việc xảy ra rõ ràng như thế, từ clip đến cán bộ lập biên bản tại hiện trường không mất nhiều thời gian để Công an Hà Nội làm rõ và với tinh thần xử lý nghiêm không có vùng cấm. Cán bộ bảo vệ pháp luật phải chấp hành nghiêm pháp luật của lãnh đạo Bộ Công an. Việc xử lý kỷ luật, tước danh hiệu Công an Nhân dân và Hình sự, khởi tố vụ án đã được ban hành ngay trong chiều ngày 27 tháng 6. Từ góc nhìn của ba cán bộ Công an vi phạm, chắc hẳn hiện tại họ đang cảm thấy rất tiếc nuối, xót xa, ân hận về hành vi đã gây ra. Ba người mới hôm qua còn mặc sắc phục Công an Nhân dân, nhưng giờ lại ngồi trong phòng tạm giam, chờ hình phạt thích đáng từ pháp luật. Trong lúc hàng vạn cán bộ, chiến sĩ còn miệt mài với công việc, từ giữ gìn trật tự địa bàn đến nỗ lực cấp căn cước công dân, cấp mã định danh cùng ba công việc vất vả khác, thế mà vì một phút không làm chủ được hành vi, họ lại phạm sai lầm, đánh mất niềm tin mà người dân dành cho. Để có được quân hàm đại úy, thượng úy, mỗi người cũng đã phải trải qua quá trình học tập ở trường và làm việc ở đơn vị trên dưới 10 năm đã học về kỷ cương, kỷ luật, về mà với suy nghĩ, hành động có thể nói là nông nổi, phút chốc đánh chìm đi tất cả, đánh chìm cả sự nghiệp mà bản thân, gia đình, họ hàng và đơn vị bồi dưỡng vun đắp. Một phút sai lầm để rồi phải trả giá một cái giá thật đắt, liệu có đáng hay không? Còn nếu nhìn vụ án theo góc độ của dư luận, ta sẽ nhìn nhận vụ việc qua ba cung bậc. Ngày 26 tháng 6, dư luận Xuân xao, lan truyền rất nhanh một clip của người dân đưa lên mạng xã hội nội dung clip thể hiện nhiều người dân tại xã an phú vây quanh ô tô con vì cho rằng những người trong xe bắn và lấy trộm dê họ phát hiện tăng vật và trang phục công an trong cốp xe hàng chục người dân vây quanh chiếc xe tỏ thái độ bất bình khi cho rằng ba người trong xe là cán bộ công an đã bắt trộm dê của họ ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc clip gây ra bức xúc lớn trong dư luận đặc biệt sau đó báo chí đăng bài dẫn lời của một lãnh đạo địa phương nói rằng những cán bộ công an trong xe khai đi bắn chim nên bắn nhầm dê của người dân điều này gây phản ứng tiêu cực trong truyền thông gọi là đủ dầu và lửa từ đó xuất hiện tràn lan những bức ảnh chế giễu quái thú đầu dê thân chim đậu hàng loạt trên cây từ chỗ chỉ trích những cán bộ công an liên quan trong vụ việc đã có những bài viết bình luận trên mạng xã hội bôi nhọ chỉ trích lực lượng công an gây ảnh hưởng xấu trong dư luận Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều ngày 27 tháng 6, vụ án đã nhanh chóng được làm rõ. Công an thành phố Hà Nội xác định ba người liên quan vụ bắn trộm dê của người dân là cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ba cán bộ này. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản tạm giữ hình sự đối với ba người trên để điều tra làm rõ. Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức đến nhà người dân xin lỗi, tiến hành bồi thường thiệt hại cho họ. Động thái quyết liệt, nhanh chóng này ngay lập tức nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của người dân. Và cung bậc trong ngày thứ ba, tính kể từ khi vụ việc xảy ra, dư luận bàn tán tính chất vụ việc và bày tỏ hài lòng trước cách phản ứng nhanh, dứt khoát và đúng luật của lãnh đạo Công an Hà Nội trực tiếp là Trung tướng, Giám đốc Nguyễn Hải Trung. Cuối cùng là nhìn vụ việc bằng góc độ pháp lý và đạo đức. Hành vi của ba cựu cán bộ công an thị trấn vừa vi phạm nội quy kỷ luật công an nhân dân, vừa vi phạm pháp luật. Việc trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc, giờ trụ sở đi vào núi bắn chim đã là sai phạm. Chưa kể còn dùng súng trái quy định. Chính lời khai bắn chim nhầm sang dê càng gây bức xúc trong dư luận, dẫn tới những hình ảnh chế nhạo, quái thú đầu dê, mình chim tràn lan trên mạng xã hội chưa kể có phát ngôn cho rằng vì tưởng dê của người dân là dê núi dê rừng càng gây thêm những phản ứng tiêu cực từ dư luận ở góc nhìn đạo đức chúng ta thấy trộm cắp ngay từ việc trộm cắp vặt vốn là hành vi luôn bị người dân chê cười khinh bỉ đó là điều phải hết sức tránh mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hãy nhìn vào vụ việc này cũng như những vụ việc sai phạm khác để lấy đó làm bài học cho chính mình cần phải hiểu rằng trang phục mang trên người quân hàm đeo trên vai áo đó không chỉ là sức phục của một cá nhân mà còn là hình ảnh danh dự của ngành, của lực lượng công an nhân dân. Mọi thông tin liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh YouTube Dân Việt.